Tỏi to đến mấy cũng sẽ tan hết, nhờ một lắm cái củ ấy, cây này các bác nhá. Cây này rất là hiếm đấy các bác này. Cái cây này chỗ em gọi là cây tậu chó. Hôm trước em vẫn có chia sẻ cho mọi người ấy. Nếu các bác nào đang gặp tình trạng sỏi thận, sỏi mật, tiểu buốt, tiểu dắt nhá, khó tiểu nhá, bí tiểu nhá, mình dùng ngay cái củ cây này cho em. Đây là cái cây của nó nhá. Hoa của nó màu trắng này, có nơi thì có cây hoa màu đỏ, màu tím. Và cái thân của nó thì rất giống cái cây mía các bác nhá. Thế nếu ai gặp tình trạng sỏi thận, sỏi mật, tiểu buốt, tiểu dắt, khó tiểu nhá, mình sẽ lấy cái phần củ nó đem về, các bác có thể kết hợp thêm cho em các cái vị khác như là kim tiền thảo, mã đề, rễ cỏ chanh, cây phèn đen. Các bác đem về mỗi vị khoảng tầm 20 g đem về sắc nước uống các bác nhá. Đây là cái củ đây này. Ngày hôm nay ra vườn em chia sẻ luôn cho các bác cái bài này. Bác nào đang gặp tình trạng sỏi thận, sỏi mật nhá, các bác lấy ngay về dùng cho em nhá. Các bác lấy cái củ cây đậu chó này nhá. Nhiều nơi thì gọi là cây cắt nồi. Không biết ở chỗ các bác gọi là cây này là cây gì. Chỗ em thì cây này quý lắm các bạn. Em phải trồng mấy khóm vào trong nhà để sử dụng làm các cái bài thuốc các bạn. Bác nào đang gặp tình trạng tiểu buốt, tiểu dắt, khó tiểu, sỏi thận nhá, thì các bác lấy ngay cái củ cây đậu chó này, các bác về dùng cho em. Đây là củ của nó này. Củ này thì rất là mát, những ai gặp tình trạng sỏi thận, sỏi mật nhá, các bác đem về kết hợp cho em các cái vị kim tiền thảo này, mã đề này, rễ cỏ chanh này, các bác kết hợp phèn đen này, mỗi vị khoảng tầm 20 g nhá, dâu ngô này hoặc là cái rễ ngô nhá, các bác đem về đun sắc lấy nước uống, đun với khoảng tầm 1,2 lít nước uống trong ngày. Sỏi to đến mấy cũng sẽ tán hết các bác nhá. Ngoài ra thì các bác có thể kết hợp với củ với cây tậu chó này, mình kết hợp thêm các cái vị khác cho em, cây cối xay này, kim tiền thảo này, mã đề này, rễ cỏ chanh này, cây phèn đen, mỗi vị khoảng tầm 20 g. Các bác cứ đóng thành những cái túi như này, các bác dùng. Một cái túi này mình dùng khoảng tầm 2 ngày các bác nhá. Đun lên sắc nước uống, sỏi to đến mấy cũng sẽ tan các bác nhá. Trong quá trình các bác dùng có gì không hiểu cứ chia sẻ, em sẵn sàng hỗ trợ cho các bác nhé.